Đối với các bạn nhỏ thì việc tự tay làm ra những chiếc bánh được cho là món khoái khẩu của mình thì quả là một trải nghiệm hết sức thú vị. Và trên ý tưởng đó thì một cửa hàng pizza tại thành phố Cần Thơ đã triển khai một hoạt động khá mới mẻ, đó là cho các bạn nhỏ vào bếp để trải nghiệm làm bánh pizza. Và trải nghiệm này cũng sẽ kết thúc chương trình Miền Tây hôm nay sáng. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chỉnh chu trong trang phục, nhịp nhàng dứt khoát trong từng công đoạn, một chút chuyên nghiệp, một chút tỉ mỉ, đặc biệt thêm vào thật nhiều tâm huyết. Và cuối cùng là nét mặt hạnh phúc khi chiếc bánh được ra lò. Được tự tay làm ra chiếc bánh mà mình yêu thích, anh chàng Bảo Huy liền tỏ ra hồ hởi. Con cảm thấy rất là tuyệt vời khi được làm một chiếc bánh pizza ngon tuyệt như thế này. Không đơn giản chỉ là một cửa hàng kinh doanh thức ăn, việc tạo ra sân chơi này cũng mang đến nhiều cơ hội để các bạn nhỏ có thể được tìm hiểu về loại bánh mà mình yêu thích. Thưa chú, là pizza được xuất xứ từ nước Ý. Ok, con trả lời chính xác. Bánh pizza có 3 màu. Bánh pizza đó tượng trưng trên lá cờ nước Ý à. Hay quá, tuyệt vời. Cảm ơn em. Từ những hoạt động thú vị này, các bé sẽ được khơi gợi tình yêu, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và tránh việc lãng phí đối với thức ăn. Càng đáng trân quý hơn, các bé sẽ thấu hiểu được những nỗi khổ cực của chính những người thợ làm bánh đằng sau những hương vị ngọt bùi, thơm ngon kia. Họ phải đứng suốt hàng tiếng đồng hồ liền và họ cũng phải đứng ngay những bếp lửa nóng nực. Với trẻ bây giờ mà có cái sân chơi như vậy thì các cháu nó năng động hơn, thì về thì cũng xung phong đặt rau rồi còn sắt cà chua nữa. Mong muốn đầu tiên của tôi là kết nối được tất cả mọi người ở miền Tây mình, ở Cần Thơ, ở các tỉnh lân cận. Tôi vẫn giữ lại những cái nguyên liệu cơ bản nhất của một chiếc bánh pizza cần có, nhưng thay vào đó là cái lớp topping ở trên thì tôi sẽ thay và hoàn toàn vào những đặc sản của miền Tây của mình, ví dụ như hến, tôm hoặc là có thể là nghêu hoặc là hàu, những cái món hải sản tươi sống của miền Tây mình. Mô hình mới mẻ đã giúp cửa hàng pizza này thu hút một lượng lớn khách hàng đến trải nghiệm. Với thời lượng không nhiều, chỉ vỏn vẹn từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, như đây cũng sẽ là cách để các cửa hàng kinh doanh hiểu hơn về tâm tư, mong muốn của từng người khách hàng. Từ đó mang đến nhiều cơ hội kết nối giữa chủ thể kinh doanh với những vị khách thân yêu.